Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một món ăn đó là gà kho cà ri xả ớt. Mình sẽ dùng nước Coca-Cola thay thế cho nước dừa coco. Món ăn này rất là đơn giản, nhanh gọn và lẹ, ăn với cơm nóng hoặc là cơm nguội. Nhưng đặc biệt của phần gia vị phải nói rằng là rất là nhiều nhưng khi mà đã nấu ra món ăn thì bảo đảm rằng ngon hôm nào rồi cô chú anh chị và các bạn thử xem coi món này chia sẻ ăn có ngon hay là không có khác biệt gì hay là không nguyên liệu thì mình đã biên ở trên màn ảnh và mình cũng sẽ để ở với phần mô tả mình sẽ mua một con gà về gà mỹ hay gà việt nam cũng được rồi mình rửa cho thật là sạch mình chặt nhỏ và bây giờ bắt đầu mình ướp vào gia vị trong một cái tô mình trộn cho thật là đều nửa tablespoon bột nghệ một trái ớt một tablespoon bột gừng một tablespoon cà ri nửa lon nước coca cola một tablespoon bột nêm gà 1 tablespoon tỏi xay, 2 tablespoon xả xay, 5 lá chanh thái hay là lá cà ri cũng được nếu mình không có ở sau khu vườn hay là mình mua ở các chợ Việt Nam. Mình sẽ chừa lại một ít lá chanh thái, tỏi bầm, xả bầm cũng như là gừng hoặc là bột gừng. Như vậy thì mình sẽ trộn hết tất cả cho thật là đều, phần còn lại một chút nữa mình sẽ cho vào trong một cái chảo mình xào lên cho thật là thơm. Nói đến món cà ri kho xả ớt hay là món cà ri gà cũng như là gà kho nghệ cũng như vậy nguyên liệu thì cũng không có khác gì tuy nhiên trong món ăn của ngày hôm nay mình sẽ dùng nước coca cola sẽ làm cho miếng gà của mình nó ngon và nó mềm như vậy thì mình ăn với cơm nóng hoặc là cơm nguội rất là đơn giản khi mà mình ướp đó thì mình cũng không cần phải ướp lâu lắm đâu bởi khi mà mình đã cho vào chảo rồi đó thì mình sẽ cho lửa lớn nè gà sẽ ra nước rồi lúc bây giờ cái nước nó sạch sạch trở lại đó thì như vậy là mình tắt lửa được rồi mình nói trước như vậy để cho cô chú và các bạn thấy được cách của mình nấu như thế nào một món ăn cho gia đình thì quá là đơn giản và bây giờ mình sẽ bắt đầu cho vào đây là hai muỗng canh dầu ăn khi dầu đã được hơi nóng nóng rồi đó thì mình sẽ cho gia vị còn lại đó là xả bầm tỏi bầm lá chanh thái cũng như là gừng và bột để mình xào lên cho thật là thơm thời gian mình xào thì rất là nhanh đã có mùi thơm rồi đó thì lúc bây giờ mình mới cho cái tô gà mà hồi nãy mình đã ướp xong hết rồi mình xào sơ sơ mình xào cho đến khi nào mà mình thấy cái miếng gà nó đã rút lại thì lúc bây giờ mình mới bắt đầu cho nước coca cola vào nếu như mình không có nước Coca-Cola thì mình cũng có thể dùng nước 7up. Hai loại nước này sẽ giúp cho khi mình nấu những món kho có cái màu đẹp hơn và hơn nữa mình không có cần phải dùng đường cũng như là đường trắng hay là đường phèn. Và cuối cùng, mình sẽ nêm gia vị vào trong này nữa đó là nước mắm cũng như chút xíu muối, chút xíu tiêu. Còn nói về ớt đó thì nếu như mình muốn ăn cay nhiều hơn á thay vì một trái thì mình có thể cho vào đây luôn là hai hoặc ba trái nhưng những trái đó mình đừng có bầm ra vì một trái mình đã bầm rồi, nếu bầm nữa thì cà ri của mình sẽ rất là cay hơn nữa mình để chế ớt nguyên như vậy đó ai ăn thì cắn một chén cơm mà ăn với một món cà ri gà có bột nghệ bột gừng cũng như là lá chanh thái lá chanh thái sẽ thơm hơn rất là nhiều còn nếu không thì mình dùng lá cà ri còn bột nghệ cũng sẽ giúp cho có cái màu đẹp bởi vì nếu nấu cà ri thì không thể nào cho bột nghệ nhưng bột nghệ sẽ có cái mùi thơm và sẽ giúp cho mình thấy được có một cái màu rất là đẹp luôn khi mình đã xào gà thì gà sẽ ra rất là nhiều nước nhưng khi mà mình đã xào ra nước nhiều quá thì mình đậy nắp lại hoặc là mình có thể mở nắp ra và thời gian chỉ cần 5 phút thôi thì cái nước gà đã ra thì sẽ rút lại có cái nước sạch sạch thơm thơm. Sau khi mình đã nấu được thời gian khoảng 5 phút thì bây giờ mình sẽ mở nắp ra Thấy được gà quá là thơm luôn Nước thì bắt đầu sệt sệt trở lại Nhiều nước hay ít nước là tùy theo cô chú anh chị và các bạn Thí dụ như mình muốn có nước nhiều để rồi mình chấm với rau, ăn với cơm Hoặc là mình không có muốn chấm rau thì cái nước gà mình cho nó sệt hơn một chút Trộn cho thật là đều Gà thì nối nấu rất là nhanh Cho nên khi mà mình đã thấy gà được rồi Thì lúc bấy giờ mình sẽ xem thử coi cái gia vị có vừa ăn hay chưa Khi mình nấu những món ăn mà mình để lâu ngày thì sẽ mặn hơn lúc đầu thì mình thấy nó lạc để qua một đêm là gà sẽ mặn cũng như những món kho khác cũng vậy cho nên khi mình nêm đó lúc đầu mình nêm hơi lạc lạc một chút như vậy là đã được rồi và bây giờ mình sẽ cho vào đây là 3 phần tư muỗng canh nước mắm mình cho vào mình nêm lại nếu thấy được là mình tắt lửa luôn bởi vì nước mắm mình sẽ cho vào cuối cùng và mình không có nấu nữa khi mình đã tắt lửa rồi đó thì nước mắm sẽ thấm từ từ vào tuy nhiên mình không có cần nhiều nước mắm lắm đâu tất cả gia vị thì mình đã cho vào lúc đầu rồi vì vậy cho nên một món ăn mình chỉ cần nêm một lần nước mắm chỉ là một món để cho mình có cái mùi thơm đó là cách mình nấu ngày xưa tới bây giờ là như vậy còn nếu như cô chú anh chị và các bạn thích nêm nước mắm từ lúc đầu thì cũng được như vậy là một món ăn mình cũng đã nấu xong rồi mời cô chú nấu một nồi cơm nấu một tô canh một tô canh phải nói nếu ăn gà cà ri thì mình nên nấu loại canh gì đây thôi thì tùy theo cô chú còn mình á thì không cần phải nấu canh đâu như vậy là cũng đã ngon lắm rồi một dĩa dưa leo hay một dĩa xà lách một chén cơm hay một tô cơm Ăn cách nào cũng được hết, miễn sao ngon là được rồi. Hôm nay mình chia sẻ một món ăn rất là đơn giản, nhanh gọn và lẹ, hy vọng rằng món ăn này sẽ là món ăn của mùa mưa cũng như là mùa đông lạnh mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân đừng quên cho nhau những nụ cười nếu như cô chú anh chị và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình xin cho một cái subscribe like và share vài hàng comment để mỗi buổi sáng thức dậy đọc rồi hồi âm cảm ơn rất nhiều xin hẹn lại video kỳ sau